Đếm mau ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh ơi, anh đón em về cách tình trăm năm. Cảm ơn em đã thương anh, thánh xuân này chỉ dành.
rất nhiều. Hứa với em đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa vô thế, đến hết đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn em. Duyên vợ chồng ý à, là duyên vợ chồng từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng nhà ý à, rộn ràng quán bà quán bá quán viên ngân ly mà chúc mừng, chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nấu, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Đám cưới rộn ràng nhà ai à, rộn ràng mâm trầu mâm bánh kết duyên, là duyên vợ chồng ý à, là duyên vợ chồng từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng nhà ai à, rộn ràng quán bà quán bá quán viên ngân ly mà chúc mừng,
chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương ngăn nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng. Ngày vào xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hội hoa vàng, ôi đình làng chiêng trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau dòng chơi vui xuân. Và cũng đại đoàn ca cho nghe là hát tốt để làm lễ thành hôn đơn vậy đó. Và ngày hôm nay thì cũng đã đến ngày theo quy định của hai thành phần hai họ. Thì ngày hôm nay thành phần họ nhà trai cũng đã đến và xin phép quý vị đại diện như thành phần họ nhà gái mà xin phép chương trình lên phần lễ đầu tiên đó là phần lễ nhập gia và xin được những ý kiến và phát biểu của thành phần họ nhà gái. Trước khi mà nhập gia thì lần này họ nhà gái của tôi không nhỉ? Yeah. Ngày vào xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hội hoa vàng, ôi đình làng chiêng trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang, xuân sao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em, yêu em. Từ bên họ nhà gái là Giang Tô Liệt, Giang với chồng. Dạ, dạ, dạ. Cũng như ngày hôm nay thì tập họ nhà trai đến rước dâu thì cũng có mang sang 10 mâm. Trong đó có một mâm lễ và một mâm lộc và 8 mâm quà. 8 mâm quà thì có trà, rượu, nấm cháy, nước. Trước là cúng ông bà tổ tiên, sau đó mời chúng ta tập họ nhà gái cùng toàn thể quý vị và các dùng để tạo. Và xin được các ý kiến của các chị. Mà chị mang bà thì
bạn gái cũng được. Hai bên sang khỏe à? Đúng rồi, bên nào họ cần chở lên mình cho chụp hình quay phim nữa rồi cô này giao cho tôi kia để cho trong. Để ngồi bàn ghế chính dự để cùng chứng kiến và tham dự buổi lễ cô viên ngày hôm nay, cũng như để buổi lễ cô viên ngày hôm nay thêm phần vui vẻ và long trọng hơn. Một lần nữa xin trân trọng và kính mời. Vâng, và kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa ban viên hai họ cùng toàn thể quý vị và khách đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, và được sự thống nhất của hai dân tộc hai họ, được sự chấp nhận của giữa hai gia đình, và sau một thời gian quen biết và tìm hiểu của đôi trẻ mà hôm nay gia đình của ông Phạm Thanh Tuấn và bà Võ Thị Gần ở ấp Tân Vọng A, xã Việt Thái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thống nhất và kết thông gia cùng với ông Đoàn Cát Mộng và bà Lê Ngọc Liên ở ấp Bầu Chấu, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, và đã chọn ra cho ngày lành và tháng tốt là ngày 26 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày 24 tháng 12 năm Tân Sửu để làm lễ phu biên cho con là Phạm Hồng Cấm sánh chi cùng với Đoàn Khang Tường, và có mời đông đảo cô chú chị cùng toàn thể quý vị đến đây cùng chung vui và chúc mừng cho tân hôn được trăm năm hạnh phúc. Đây cũng là phần tuyên bố lý do của chúng em. Kính mời bà Võ Thị Gần và bà đại diện cho chủ hôn thân tập họ nhà gái và bà Lê Ngọc Liên đại diện chủ hôn thân tập họ nhà trai. Xin chào, kính mời hai bà bước đến bằng thời tiên để thắp hương lên bằng thời gia tiên. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hay nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của em thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời ai, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời ai, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hay làm vợ anh yêu anh đến hết. Lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hay nhận
nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn. Nhưng mà hiện tại thì để trang điểm cho cô dâu thêm phần lộng lẫy hơn, về phần nữ trang thì thứ gì vì cho tình hình dịch kiểu tắt đèn nên chương trình lễ đăng khoa và lễ cưới được đặt lại làm một nên chưa có trang nữ trang cho cô dâu. Thì ngày hôm nay thì họ nhà chồng cũng có cho phần nữ trang của cô dâu, đó là một nghi kiềng, một tấm lách, một đôi bông. Và để trao cho cô dâu, xin mời mẹ chồng hãy đeo cũng nữ trang cho cô dâu. Sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời ai, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn trăm cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hết ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Trang đã phần lòng lấy anh thì đã xong đến phần với thân ông chúng ta sẽ chính thức hành lễ. Hai em sẽ quay mặt, hai con sẽ quay mặt về phía bên trong để làm. Xin lỗi, xin mời hai con sẽ lên phượng trăng bên một bầy. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hay ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Vượt qua bao ngày gian khó ta đã có nhau rồi, hãy làm vợ anh em nhé. Và cũng như chúng ta có ông bà mới có cha mẹ, và có cha mẹ mới có hai con trong ngày vui hôm nay. Và để cảm ơn những công ơn sâu sắc mà ông bà đã tái tạo ra cho chúng ta, thì xin mời hai con sẽ nghiêm trang và cúi đầu giữa bàn thờ gia tiên ba lần. Để thứ nhất cúi đầu, để thứ hai cúi đầu, và để thứ ba cúi đầu. Xin mời hai con quay mặt về phía bên ngoài để làm lễ ông bà hiện hiền. Mời quý vị cùng lễ kính chân cụ lên ông bà, thì xin mời hai con sẽ di chuyển về phía giữa ghế di dự bên đây. Hai con sẽ mời ông cố tư và ông cố sáu vui vẻ nhận hai cái dụ từ đây, hai cháu lên bên, cũng như thay mặt cho hai cháu luôn kính chúc cho em luôn luôn dồi dào sức khỏe và sự bình yên. Một lần nữa thay mặt chị thì ra sự thống nhất thì mời hai người ông bố sáu và chú ba. Rồi xin mời xin mời cô sáu và chú ba chia sẻ hai dụ từ tay hai cháu lên và thay mặt hai cháu xin chúc cho hai ông rồi dành sức khỏe đến đây cùng chúc hai con được chào lành và hạnh phúc. Và xin mời ông nội bà nội chia sẻ hai dụ từ tay hai cháu lên và thay mặt chúng bà cháu xin kính chúc cho ông bà luôn luôn dồi dào sức khỏe và sớm bình yên. Xin cảm ơn và chào mọi người. Xin mời cậu sáu và cậu tư chia sẻ cho đồng viên cùng từ tay hai cháu lên và cùng thay mặt cho hai cháu xin kính chúc cho hai ông luôn luôn dồi dào sức khỏe. Tại vô trong chỗ này bị không, vô chỗ này bị không. Bà con xin trân trọng kính mời gia đình của chúng ta cùng đi với nhau ở đâu đi làm và chuyến đi đưa ra 3 2 1 vô gần chung ghế ghế bụng ai được đúng không? Đầu bình nó muốn lên đầu thời đại giờ bình dân. Rồi con sẽ di chuyển qua đây một mình. Ông hai nhà hôn lễ có hai cháu em mà con có hai cháu trong năm mà anh tuyệt vời nha.
và xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của bà cô, và thay mặt cho hai cháu xin chúc cho bà cô dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Để lên ông bà đã xong thì đến phần ba mẹ cô bác chú tổ mẫu và chị Dũng. À, thưa quý vị, như thế này đi, biết rằng là cô bác cậu mợ gì dưỡng lớn hơn ba mẹ, nhưng xét về con sinh thành dưỡng được thì không thể nào qua ba mẹ được, cho nên con hôm chúng ta sẽ làm lễ ba mẹ trước, sau đó mới tới cô bác chú tiến cậu mợ gì dưỡng của anh chị chúng ta xong lễ. Và sau đây xin cần kính mời anh Phạm Thanh Tuấn và bà chị Võ Thị Ngân là song thân của cô dâu Hồng Cấm, xin chồng kính mời bà bước lên ghế dinh dự để hai con sẽ có trang hai chùa để chân lên ba mẹ để đó mấy trời lòng lòng không phụ kính con cha tân tạo xuống hôn mẹ thương con không lớn mang cả tấm lòng này mong che chở đời con, và hai con có được ngày vui hôm nay cũng chính là nhờ công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ, cũng như ba mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ nên hai con đã có được trong ngày vui hôm nay. Và để cảm ơn những công ơn mà ba mẹ đã tạo cho hai con thì xin mời hai con sẽ chân hai đi chùa để đứng chân lên ba mẹ. Xin mời ba mẹ hãy dễ dàng hai chùa để hai con là cùng đi với nhau uống cạn đi chùa để chúc mừng cho hai con được trăm năm tập đi bốn tháng rồi. Và thay mặt cho hai con thì xin thành cảm ơn ba mẹ, chúc ba mẹ luôn luôn giàu sức khỏe vạn sự và nhiều niềm vui. Đôi lứa của tuổi trẻ cũng là một nhịp cầu để bắt nối từ giữa hai gia đình tham gia ngày càng keo sơn và gắn bó hơn. Chúng chị, anh đi làm chị, em về làm dâu. Xin quý vị hãy cho hai gia đình tham gia của chúng ta một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, chúng ta cảm ơn nhiều chồng đã làm lễ. Đó là một động viên chuyên và xin mời chị hãy đeo lên cho con gái. Quý vị sau khi một thân của cô dâu chào bà cố bà con của cô dâu thân thì đến phần nội tụ cô bác chú tiến cậu mợ về tiền dưỡng. Và quý vị, và để chương trình buổi lễ hôm nay thì phần được kéo gọn hơn thì khi mà xin lưu ý quý vị, ví dụ như cô dâu mà tranh thủ với cô bác chú tiến cậu mợ, nếu như ai có quà nhập thì tặng cho cô dâu thì trong lúc đó mình sẽ tặng luôn để chương trình hành lễ nó sẽ rồi hôn mẹ cái cô dâu ơi. Rồi hôn lại giá luôn mẹ. Rồi. Cho cộng dây. Thì nói. Dạ, nói là một bao lì xì cho ngoại một bao lì xì. Rồi bà nói cho con rể cho bà nội. Rồi hôn bà nội cái cô dâu ơi. Rồi. Rồi xong. Rồi con xin mời bà nội và bà ngoại. Rồi con tư gì hai cũng đi luôn. Rồi uống luôn nha. Ủa hai chồng bia đâu ạ? Rồi uống luôn đi cô. À, cô Tư thì có một chiếc nhẫn gửi tặng cho cháu trong ngày hôm nay. Xin mời cậu Năm và bà Năm vui vẻ cạnh hai đồ tư ca hai cháu lên. Rồi, cùng ly luôn cậu ơi. Rồi uống luôn. Cũng đi luôn. Và chế cũng có một bao lì xì gửi tặng cho em. Chúc nhau cạn hai chùa để chúc mừng em được trăm năm hạnh phúc. Và chế hai cũng có tặng cho em một sợi dây chuyền. Và anh ba thì gửi tặng cho em một bao lì xì. Cao trầu đầu câu chuyện của tình duyên trai gái từ trước đến nay không thể thiếu sinh lễ cao trầu cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, cũng như ước gì anh được làm cao, em quá trầu lộc tốt tươi mặn nồng, ước gì anh được làm chồng để em làm vợ cho tơ hồng cùng xe. Xin mời hai con bắt đầu nghi thức vợ mâm cầu. Thời gian lướt mau hỏi chúng ta đã đi chung nhịp cầu. Dây trầu xanh ngát bên nhà em sợ gió lung lay. Sao dương anh cao trái quăng sai, bướm ông quay vườn hương bay. Còn đời không phai để cho cao mãi đến bên
thương nhau như tình đắng sâu, thương mãi trăm năm bắt đầu dẫu biết đời còn bao gian khó. Mai này mình được đến đôi non cao biển lớn không sơn, nguyện suốt đời ta mãi không rời xa. Rồi đông sẽ qua cho chúng ta sắc son duyên nhớ chồng. Em hồng đội má như nụ hoa tỏa sắc thơm hương. Em là dâu tháo thật dễ. Em dâu sẽ về nhà chồng cái lòng này cứ mang theo được. Gửi lại cho ba mẹ sáng nay qua đây sao? Nha, không có nên giống nhau hơn cho ba mẹ. Đây là con hai con sẽ gọi là thần lòng của con gái hai mẹ của ba mẹ. Sau này thì hai con sẽ qua nhận sao? Có khi nhận lòng rồi thì thế có thể hôm nay cuối cùng thì Thanh Lan cũng xin phép được trả lời của anh Thanh Tuấn cũng như chị Thùy Cần đại diện chúng ta khỏi nhà gái. Xin thành cảm ơn các viên họ cùng toàn thể quý vị quan khách và cuối cùng thì cũng xin kính chúc quý thân tộc khỏi nhà trai cũng như tất cả toàn thể quý vị quan khách của chúng ta tham dự buổi tiệc thật là ngon miệng và kính chúc quý vị một năm mới hạnh phúc và làm ăn phát tài. Một lần nữa xin chân thành và cảm ơn. Em nghe ngân cho cô bay bay nhẹ nhàng, đưa anh đi tìm vợ thơ. Qua con quyết lãng sẽ tìm con được về, con nghe lòng đã ước mơ. Ơ em trong tay tôi chưa tìm vọng, cho bão tố dễ dàng chỉ em bao. Ơ yêu em biết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu.
hành lễ tái đường bà Mỹ đón dâu, thì xin được sự ý kiến và phát biểu của thân mặt họ nhà gái, họ nhà trai của con xin phép được hành lễ tái đường. Ông nội, con xin phép kính trọng chúc bà hai ông được hai anh hành lễ, anh du lễ của tôi của con này xin phép được tái đường. Dạ. Chị gần đại diện cho thủ hộ thân tập gọi là gái, và xin chào chúng ta chị Lê Ngọc Tiên đại diện thân tập con trai, xin chào chúng ta hai chị bước lên thắp hương lên bàn thờ đại diện để xin phép ông bà gái đường. Xin mời hai đại diện của hai thủ hộ hai bên xin mời đại diện để thắp hương và phía họ nhà trai thì xin phép lên đường thì vui vẻ thuận lợi nha. Xin nhận kính mời các bà thắp hương. Chúng xong thì xin mời anh em xin phép ông bà gia tiên để được đón vô, thì để cảm ơn ông bà cũng như xin phép ông bà để phù hộ độ cho con, cũng như khi về thì phù hộ bình an chúc sức khỏe cho con, cũng như sau này chúc hai con được trăm năm và hạnh phúc. Thì xin mời hai con sẽ nghiêm trang cúi đầu giữa bàn thờ gia tiên ba lần. Xin mời con cúi đầu lần thứ nhất, lần thứ hai cúi đầu, lần thứ ba cúi đầu. Xin mời hai con quay mặt về phía bên ngoài. Thì để cảm ơn ông bà cô bác tiến cậu mở và dì đến đây chúc mừng cho hai con được trăm năm và hạnh phúc, thì xin mời hai con cúi đầu chung một lần để cảm ơn ông bà cô bác tiến cậu cúi đầu. Vâng, thưa quý vị, ngay trong lúc này thì đại diện cho thân tập họ nhà trai xin thành cảm ơn quý thân tập họ nhà gái đã tạo luôn mọi điều kiện hết sức là dễ dàng để buổi đón dâu ngày hôm nay thì phần vui vẻ và long trọng hơn. Và trước khi đón dâu ra về thì xin được phép đại diện cho thân tập họ nhà trai xin trân trọng kính mời quý thân tập họ nhà gái cũng như quý vị quan khách đến với thân tập họ nhà trai, trước là tham dự buổi tiệc tân hôn của đôi trẻ và sau đó cùng chứng kiến và tham dự buổi lễ tân hôn của đôi trẻ để được thêm phần vui vẻ và long trọng hơn. Một lần nữa thì cuối cùng ra về thì xin mời tất cả toàn thể quý vị đến với thân tập họ nhà trai cũng như kính chúc sức khỏe với thân tập họ nhà trai, kính chúc quý vị một năm mới hạnh phúc và làm ăn phát tài, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Một lần nữa xin chân thành và cảm ơn ạ. Và sau đây xin phép được đón mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy nhẫn vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui.
ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đóng vui thiệt vui. Đường xa anh băng qua biển lớn, xin lại mẹ cha cho chúng ta thành một nhà. Anh đi tìm em dù em ở nơi đâu, dù nắng hay mưa, dù bão tố có dập dùi, vượt đại trùng dương tìm người thương nơi sông nhỏ. Anh cưới em về cho thỏa lòng nhau. Người ơi, ơi, người ơi, mấy con sông sâu anh bắt mấy nhịp cầu, mấy đoạn đường dài anh cũng sẽ vượt qua. Dù bao nhiêu non cao, dù núi sông chập trùng, đạp đá tai mèo anh trèo qua thung lũng, vượt thẳm ao sâu anh cũng nói câu dậy. Người ơi, ơi, người ơi, gật đầu đi anh sẽ cưới em đi. Dài nhịp cầu đầu này đường xa anh băng qua biển lớn, xin lại mẹ cha cho chúng ta thành một nhà. Anh đi tìm em dù em ở nơi đâu, dù nắng hay mưa, dù bão tố có dập dùi, vượt đại trùng dương tìm người thương nơi sông nhỏ. Anh cưới em về cho thỏa lòng nhau. Người ơi, ơi, người ơi, mấy con sông sâu anh bắn mấy nhịp cầu, mấy đoạn đường dài anh cũng sẽ vượt qua. Dù bao nhiêu non cao, dù núi sông chập trùng, đạp đá tai mèo anh trèo qua thung lũng, vượt thẳm ao sâu anh cũng nói
câu giấy. Người ơi, ơi, người ơi, gật đầu đi anh sẽ cưới em liền. Gật đầu đi anh sẽ cưới, cưới em liền. Chặt tay anh xin cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm ôm lo cây hái nhung trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia.
mừng ngày đám cưới, pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau, nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời. Đám cưới tôi mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế gian chỉ có em là vợ hiền. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Xin cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm hôm lo cây hái vun trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia. Bà con hai bên đến chúc mừng ngày đám cưới, pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau, nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời. Đám cưới vui mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế gian chỉ có em là vợ hiền. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Chính quyền địa phương cùng toàn thể quý vị quan khách, được sự thống nhất của hai dân tộc hai họ, được sự chấp nhận của giữa gia đình thông gia, đó là giữa gia đình của ông Đoàn Cát Mộng và bà Lê Ngọc Liên ở ấp Bầu Chấu, xã Việt Khánh, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đồng thống nhất và kết thông gia cùng với ông Phạm Thanh Tuấn và bà và Võ Ngọc Vân ở ấp Tân Hòa A, xã Việt Thái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, và đã chọn ra cho ngày lành và tháng tốt tại ngày 26 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày 24 tháng 12 năm Tân Sửu để làm lễ thành hôn cho con, là Đoàn Khang Tường sánh diện cùng với Phạm Hồng Cấm. Và có mời đông đảo cô chú các chị cùng toàn thể quý vị đến đây cùng chung vui và chúc mừng cho thân hôn được trăm năm và hạnh phúc. Thưa quý vị, đây cũng là phần tuyên bố lý do của lễ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bước vào chương trình chính thức của lễ ngày hôm nay thì xin được xin trân trọng kính mời ông Đoàn Cát Mộng và bà Lê Ngọc Liên bước đến giữa bàn thờ cho tiên để thắp hương lên bàn thờ cho tiên. Được sự góp mặt của đông đảo của quý vị đồng thể quý vị đến đây cùng chung vui và chúc mừng cho đôi tân hôn được trăm năm và hạnh phúc, thì xin mời hai con có một cái lễ cúi đầu chung để cảm ơn ông bà cô bác liên cầu vợ và chị đều đã đến đây chúc mừng hai con được trăm năm và hạnh phúc. Xin mời hai con cúi đầu và xin mời hai con sẽ quay mặt về phía bên trong để làm lễ ông bà gia tiên. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết cây có cội và nước có nguồn. Cây có cội mới đanh trồi và nảy lộc, nước có nguồn mới chảy được hết về sâu. Cũng như chúng ta có ông bà mới có cha mẹ, và có cha mẹ mới có hai em trong ngày vui hôm nay. Và để cảm ơn những công ơn sâu sắc cũng như ông bà đã tái tạo cho chúng ta, thì xin mời hai con sẽ có ba lễ cúi đầu giữa lòng thờ gia tiên để cảm ơn ông bà. Xin mời con lễ thứ nhất cúi đầu, lễ thứ hai cúi đầu, lễ thứ ba cúi đầu. Xong lễ xin mời hai con quay về phía ngoài. Và sự thống nhất của hai thân tộc hai họ thì tôi tân hôn của chúng ta sẽ
tự lên đôi long phụng và xin mời hai con lên đôi đèn. Cô và bác luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự và như ý.
Một lần nữa thay mặt cho hai cháu xin chân thành cảm ơn cô và bác. Buổi lễ cũng như buổi cụ lễ của hai cháu xin chân thành xin được kính mời ạ. Và xin mời hai cậu và dượng vui vẻ chẳng hai dượng tự tay của hai cháu lên lên. Và thay mặt cho hai cháu xin kính chúc sức khỏe cho hai vị ạ. Và thay mặt cho cháu xin chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của cô Tư và kính chúc sức khỏe cho cô Tư ạ. Chị dượng đã xong thì chương trình chính thức hành lễ cũng xin phép được khép lại. Trước khi khép lại, xin mời đôi tân hôn của chúng ta một lần nữa. Chúng ta sẽ cúi đầu một lần để cảm ơn ông bà, cô bác, quý cậu mời với hiệu. Xin mời con cúi đầu. Và kính thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình buổi lễ ngày hôm nay, thì cho phép Thanh Lam cũng xin được phép đại diện cho thân tộc họ nhà trai, xin đại diện cho thân tộc gia đình của chủ hội hôn anh Đoàn Cát Mập cũng như chị Lê Thị Ngọc Liên. Xin chân thành cảm ơn anh Thanh và anh Sáng Thanh Lam, nhóm và dịch vụ nấu ăn Quỳnh Đảnh, cổng cưới Minh Phú, cũng như không quên chân thành cảm ơn văn viên ai họ cùng toàn thể quý vị và khách đã đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Cuối cùng xin kính chúc quý vị tham dự buổi tiệc thật là ngon miệng, kính chúc quý vị một năm mới hạnh phúc và làm ăn phát tài. Một lần nữa xin chân thành và cảm ơn. Và họ đã thật sự tìm được một nửa của mình để cùng chia sẻ yêu thương, cùng chia sẻ hạnh phúc và cùng gắn bó với nhau suốt cả một cuộc đời. Vâng, kính thưa quý vị, trong tình yêu thì người ta thường hay mơ mộng anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa mẹ cùng cha, mang chầu mang rượu sang nhà em chơi. Và nếu nhà cha mẹ nhất lời, em xin tận ý chọn đời theo anh. Và người con trai cũng thỏa thẻ với người con gái rằng: anh về cuốc đất trồng cau, cho em trồng ké, chơi chầu kế bên, chờ cho cao nó lớn lên, chầu kia rơm lá mà ta nên duyên vợ chồng. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây, ngày mong đợi ấy, ngày hạnh phúc ấy cũng đã đến. Và ngay trong giờ phút này thì Thanh Lam xin mời tất cả toàn thể quý vị hướng mắt về cổng chính của trung tâm tiệc cưới chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị sẽ được ngắm nhìn ra hai hình ảnh đẹp nhất trong ngày vui hôm nay. Đó là chú rể Khang Tường cùng với cô dâu Hồng Gấm sẽ ra mắt đến toàn thể quý vị. Và xin mời đôi tân hôn của chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau và cùng với đóa hoa tiêu thắm tiến thẳng về lễ đài hạnh phúc của mình. Xin mời đôi tân hôn của chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau tiến thẳng về lễ đài hạnh phúc của mình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, một lần nữa thì xin mời tất cả toàn thể quý vị của chúng ta hãy hướng mắt về bên trên sân khấu của chúng ta. Và xin mời quý vị hãy vang lên một tràng pháo tay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, yêu nhau thì chẳng ngại xa gần, cầu không tái nhìn cũng lần mà sang. Yêu nhau thì chẳng ngại lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá vàng cùng thiết, phong ba cũng liều. Vâng, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mọi con người và là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và sau một thời gian yêu thương và tìm hiểu của đôi tân hôn, ngày hôm nay đã tìm được bến bờ và hạnh phúc của riêng mình, và đám cưới hôm nay cũng chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và thưa quý vị, dựng vợ rã chồng là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc cho những đấng sanh thành. Và ngày vui hôm nay thật sự đầy đủ thiêng liêng và ý nghĩa hơn khi có sự chứng kiến và dìu dắt của những đấng sanh thành. Và sau đây Thanh Lam xin trân trọng kính mời lên sân khấu, xin trân trọng kính mời ông Đoàn Cát Mộng và bà Lê Ngọc Liên là đại diện chủ hội hôn cũng là song thân của chú rể Khang Tường. Xin trân trọng kính mời ông bà vinh dự cùng nắm tay nhau bước thẳng về lễ đài hạnh phúc của hai con. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời bà Võ Thị Ngân là mẫu thân của cô dâu Hồng Cấm. Xin trân trọng kính mời bà vinh dự tiến về lễ đài hạnh phúc của hai con. Vâng, kính thưa tất cả toàn thể quý vị, xin mời tất cả toàn thể quý vị chúng ta một lần nữa hướng mắt về sân khấu. Thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu lúc này phía bên tay trái của Thanh Lam là mẫu thân của cô dâu Hồng Gấm, và phía bên tay phải của Thanh Lam là song thân của chú rể Khang Tường. Và đại gia đình của chúng ta rất là vui mừng và vinh dự khi có sự chứng kiến và có tất cả toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và hai gia đình cũng như là tân hôn của chúng ta cũng không biết nói gì hơn, xin kể đến tất cả toàn thể quý vị bằng một cái lễ cúi đầu và một lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa đến các toàn thể quý vị,
và để lưu lại những hình ảnh đẹp, những khuôn mặt rạng ngời và hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Đôi tân hôn của chúng ta sẽ đi đến nghi thức đầu tiên, đó là nghi thức thay cụ tình yêu. Xin mời hai em bước đến tháp trụ và bắt đầu nghi thức đầu tiên. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần đôi tân hôn của chúng ta sẽ uống hai ly rượu giao bôi, hợp cẩn giao bôi. Xin mời hai con sẽ chạm tay với nhau. Tiếp đón cầu thủy thì có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, xin mời. Chưa nhấp miệng mà lòng đã say, nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Xin mời cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đôi duyên. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và xin mời hai con sẽ bước đến nghi thức thứ hai, đó là nghi thức cắt bánh thành hôn. Em trong anh hạnh phúc lắm rồi, trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Giờ so sánh được thành công toàn thể quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của tất cả toàn thể quý vị, đôi tân hôn của chúng ta rất là vui mừng và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chú rể của chúng ta cũng sẽ có một món quà rất là đặc biệt tặng cho cô dâu trong ngày vui hôm nay, đó là món quà tinh thần. Thưa quý vị, món quà mà chú rể của chúng ta sẽ gửi tặng cho cô dâu đó là một nụ hôn yêu thương. Thưa quý vị, đố ai kết nghĩa được chữ hôn, có khó gì đâu dạ bồn chồn. Hai đứa bên nhau ngồi xích lại, dùng găng cắn lưỡi thế là hôn. Quý vị của chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu và chứng kiến một hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Chú rể của chúng ta sẽ trao cho cô dâu một nụ hôn yêu thương. Xin mời hàng này bây giờ như thế này. Quý vị, sau khi kết hôn thì tất cả ai ai của chúng ta cũng có muốn mình có những đứa con thật là xinh xắn. Thì sau khi có con, không biết chú rể Khang Tường của chúng ta thích con trai hay con gái? Dạ, gái. Xin hỏi cô dâu Hồng Gấm. Gái. Hai đứa đều thích con gái. Bây giờ như thế này đi, anh sẽ có ba giải pháp cho hai em. Theo như kinh nghiệm làm MC cũng như khảo sát 100 cặp vợ chồng mà trong ngày tân hôn của mình, chú rể mà hôn vào má trái của cô dâu sẽ sanh 5 con gái, mà hôn vào má phải sẽ sanh 5 con trai. Bắt nhạc lên mày lo cái gì vậy? Và hôn vào đôi môi của cô dâu thì sẽ sinh một trai và một gái. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì không biết chú rể của chúng ta sẽ hôn vào đâu. Theo như sự yêu cầu của em chồng thì hôn vào môi.
hôn vào môi thì sẽ có trai có gái không? Xin mời chú Nghệ quay lại cô dâu và hai tay ôm vào vòng eo của cô dâu. Và xin mời cô dâu đặt hai tay lên bờ vai của chú Nghệ. Đây là hai bàn tay vững chắc mà cô dâu sẽ tựa nhau vào suốt cả một cuộc đời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, xin quý vị hãy mất về sân khấu và chứng kiến hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Chú Nghệ chúng ta sẽ gửi tặng cô dâu một nụ hôn yêu thương. Và nụ hôn yêu thương của cô dâu chú Nghệ xin phép được bắt đầu. Và quý vị cũng đang chứng kiến cô Vi Hương của chúng ta vừa trao nhau được nụ hôn hết sức là ngọt ngào trong tình yêu. Thưa quý vị, và giờ đây thì những tràng pháo tay của toàn thể quý vị cũng sẽ là niềm vui và niềm hạnh phúc nhất ở Tân Hôn trong ngày vui hôm nay. Và thưa quý vị, và Thanh Lan cũng thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin chúc cho hai con như câu nói của người xưa, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và cũng để đáp lại những tấm chân tình mà tất cả toàn thể quý vị đã dành ra một chút thời gian quý báu của mình cùng đến đây chúc mừng cho đôi tân hôn được trăm năm và hạnh phúc. Đôi tân hôn của chúng ta cũng sẽ không biết nói gì hơn, xin gửi đến tất cả toàn thể quý vị bằng một cái lễ cúi đầu và một lời chào trân trọng nhất. Và đôi tân hôn của chúng ta cũng sẽ đi đến từng bàn, mời quý từng toàn thể quý vị qua những ly rượu hồng, cũng như nhân dịp ngày hôm nay quý vị sẽ chúc cho đôi tân hôn của chúng ta được trăm năm và hạnh phúc. Xin mời hai con hãy đi đến vòng tay thương toàn thể vị có mặt trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình lễ ra mắt của đôi tân hôn thì Thanh Lam cũng một lần nữa xin phép được thay lời của anh Đoàn Cát Mộng và chị Lê Ngọc Liên để cùng tham dự. Trước là chúc phúc cho hai con, sau đó là nghĩa tình cùng với Như Mộng. Kính thưa quý vị, thì trước như nghĩa tình, Như Mộng cũng lấy làm cảm động và xin chân thành cảm ơn, nói nên lời sâu xa nghĩa tình tri ân vàng bạc nhất. Kính thưa quý vị, thì sau khi tổ chức cái buổi tiệc đó chính là nhằm và để mục tiêu chúc phúc cho con và bên cạnh nghĩa tình của bạn bè, thì gia đình cô Như Mộng ít nhiều cũng có những điều sơ sót. Kính mong rằng toàn thể tất cả quý vị chúng ta nên niệm tình bỏ qua, và bên cạnh đó chứ sự nghĩa tình ưu ái đó, Như Mộng cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta nán lại những giờ phút giờ ngọc để cùng chung vui với gia đình cho thật mỹ mãn và có buổi tiệc long trọng. Và sau cùng thì Như Mộng cũng được cảm ơn và kính chúc cho toàn thể tất cả quý vị chúng ta có một buổi tiệc vui vẻ, sức khỏe, ngon miệng, nghĩa tình. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Hết. Lòng đầy khắp sân lân lân trong lòng nộn nao, không có lo chi bởi vì đâu có chi buồn lo, sao thấy em buồn so xinh đang sang đắng đôi chi nhiều, dành cho nhau vài câu chúc tết mãi này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an rồi nắng cay. Ngọt 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 ngào trao cái bắt tay.
bạn bè anh em xúm xích mấy cái đứa con nít trèo qua đầu cây mới đưa mắt nhìn anh đây liên lái vài câu chúc tết rất rất là hay. Cái ly lên cái ly rồi nắng cái ly lên đẹp lòng nhạc vui
ra cuộc đời hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Thiệt là hiền, ông trời đã định ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như tết, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là câu trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Tiếng hát ca kiều qua rước dâu về nhà, đẹp duyên đẹp mãi mãi sao, trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao vui, cả cuộc đời hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Đôi phu thê chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc trăng long có cánh đông thật đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.